Các bạn à, hôm nay bay buồn lắm. Vì dặn vợ mình hôm nay bay sẽ ưu đãi khủng cho các bạn luôn. Thôi anh à, đừng có vậy mà. Giảm giá thì nhà mình sống làm sao? Im đi. Ưu đãi lần này là bay sẽ tăng gấp đôi giá bán tất cả các món hàng. Các hàng muốn làm sao? Tôi thích gì đó, cô im đi. Ngoài ưu đãi khủng nhân đôi giá bán ra, hôm nay bay sẽ tăng gấp 3 lần tiền ship. Cô im đi, tôi tuyệt vọng lắm rồi. Cây rau trắng này thường ngày là 750.000, hôm nay giảm giá gấp đôi, chỉ còn 1.600.000 mà thôi. Đã vậy thêm 400.000 ship nữa cho chẳng 2.000. Ôi anh ạ, đừng có vậy mà. Cuộc sống là phù du mà các bạn, có tiền nhiều ăn chơi cũng hết. Vì vậy bạn hãy mua cái phóng lợn này để làm gì? Để mà khè mấy thằng mà mình ghét. Thôi anh im đi, ai mới là đóng nhà ở đây? Đúng rồi.